Hey, chào mừng bạn đã đến với YouTube Trong video này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn 5 cái bucket mà mình hay dùng để mà mình có thể là lập trình game ha 5 cái gói ở trong Unity mà mình hay dùng nhất Ok, cái gói đầu tiên đó là cái thằng Do Twin ha Đây, cái thằng này là cái thằng Do Twin cái thằng uh, du twin này thì nó có hai cái phiên bản một là miễn phí hai là trả phí thì cái phiên bản trả phí thì nó cũng chỉ uh, nâng cấp một chút thôi thì nếu mà bạn không có cái um, kinh tế thì bạn có thể chọn cái phiên bản miễn phí thì cũng khá là ok rồi cũng có rất là nhiều tính năng thì cái du twin này nó để làm cái gì du twin này nó để là tạo cái animation ở trong cái code ha đây này chúng ta có thể dùng code để mà chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng uh, animation ngoài cái animation ra thì nó còn làm được nhiều những cái chuyển động khác ở đây chúng ta thử xem cái thằng uh, demo nhé đó cái đối tượng game của chúng ta nó không có cái animation nào nhưng mà nó lại có thể là là chuyển động nó giống như là animation ha đó đôi khi là chúng ta làm game thì nó có những cái đặc thù mà cần thiết phải là sử dụng cái animation ở trong code thì chúng ta sử dụng cái thằng do tween này rất là hay cái bucket thứ hai đó là cái bucket có tên là Van Polygon Collider Đó Cái thằng này thì nó sẽ tạo ra cái Polygon cho những cái đối tượng game mà Nó sát với lại cái hình dạng của cái đối tượng game nhất Nó rất là hay ha Đây mình sẽ demo này Bây giờ mình sẽ gỡ mấy cái thằng này ra Đó, Chúng ta sẽ xem ở trên màn hình nhé chỗ này chúng ta add cái polygon collider 2D vào đây đó chúng ta thấy là cái collider ấy nó không bao bọc đúng với lại là cái hình dạng của cái đối tượng game ha đây này đó và nếu mà chúng ta chỉnh bằng tay thì chúng ta sẽ mất công rất là nhiều nhưng mà khi mà sử dụng cái thằng Advanced Polygon Collider này thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta chỉnh sửa. Đây này. Khi mà chúng ta ép vào thì nó đã gần như là à, sát với lại là cái hình dạng của cái đối tượng game rồi. Chúng ta có thể chỉnh những cái phần này để cho nó sát hơn ha. Đó, nó sát hơn này. Đó, đấy. Đó. với cái thằng này thì chúng ta đỡ phải là chỉnh bằng tay cái thằng uh, polygon collider 2D này, chỉnh bằng tay rất là mệt đó. Cái này nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Cái package uh, thứ ba đó là cái thằng uh, simple pooling manager, như là trong game mà chúng ta hay sử dụng cái pooling để mà chúng ta tối ưu hóa cái bộ nhớ cũng như là tiết kiệm cái um, hiệu năng cho game ha, đó đây này, à, không phải là tiết kiệm mà là tăng hiệu năng cho game. cái thằng uh, simple pooling manager này viết tắt là SPM ha, cái này thì làm do mình phát triển, do udip phát triển, đó. đây, chúng ta sẽ chạy thử này. đó những cái đối tượng game mà nó không có hủy đi mà nó cứ được sử dụng lại ở trên scene ha đây này đó đó là cái nguyên lý của cái thằng pooling cái này thì nó rất là hay ha đây này nó có cái những cái quản lý riêng ở trong này ha chúng ta có thể quản lý tất cả những cái đối tượng game mà chúng ta cần đưa vào cái pool đó đây này đó Và sau khi mà chúng ta đưa vào cái phần quản lý này rồi thì chúng ta có thể là sử dụng rất là hay Chúng ta chỉ việc là chọn từ cái cơ sở dữ liệu đã có sẵn thôi Đây, chúng ta thấy là cái chỗ này này Chúng ta có thể chọn những cái đối tượng game mà chúng ta đã đưa vào pool rất là nhanh Chúng ta chỉ việc đưa chuột vào, chọn thế là xong Không phải kéo kích gì cả Đó nó có ưu điểm là là quản lý ấy, và sử dụng rất là dễ dàng cái package thứ tư nhỉ đúng không Package thứ tư thì đó là cái thằng uh, dialogue manager ha dialogue manager đâu rồi đây viết tắt là dm2 thì cái thằng này cũng là do udip phát triển ha chúng ta xem demo nhé khi mà chúng ta lập trình game ấy, chúng ta làm game ấy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái việc là làm cái thằng dialogue này, những cái hộp thoại trong game này rất là nhiều ha. Và nó rất là mất thời gian, cực kỳ mất thời gian. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái công cụ nào đó để mà chúng ta có thể là quản lý được cái thằng này ha. Đây này. Đó. Chúng ta có được những cái dialog này mà chúng ta sẽ có những cái animation Đó. đấy nó có rất là nhiều kiểu dialog để mà chúng ta uh, áp dụng và sử dụng ở trong game ha đó cái tùy trình của nó thì cũng khá là đơn giản đây dialog đây cái cấu trúc của nó là như này mà chúng ta có thể là uh, uh, sửa lại Uh, tạo lại tùy ý chúng ta và ở dưới này thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn về animation ha đây này đó đây tùy chọn về animation tùy chọn là uh, in out đó in out rồi là các cái um, dạng animation khác thì cái thằng dialog um, manager tool này nó Cần cái thư viện là do twin đó. Có cái thư viện do twin thì cái animation của chúng ta nó mới có thể là hoạt động được ở trong cái thằng packet này. Đó. Cái packet cuối cùng đó là cái packet nó có tên là simple FSM ha. Simple FSM. Nó làm một cái hệ thống finite Machine đơn giản ha Để mà chúng ta có thể sử dụng vào Chúng ta lập trình game Cái hệ thống finite Machine Này là cái hệ thống Thay đổi trạng thái ha Nhờ cái hệ thống thay đổi trạng thái này Cái packet này mà mình làm ra được Khá khá cái con game Đây Cái um, con game Go Defend Ở trong cái khóa học nâng cao này Thì mình cũng làm với Cái packet là Uh, Simple FSM đó. Nó rất là tiện lợi ha. Đây. Uh, mình sẽ sâu cho một vài cái strip um, ha. Đó đây. Cái strip này thì được viết dựa vào cái package là Simple FSM. Nó quản lý cái trạng thái của những cái um, Nhân vật ở trong game rất là hay, rất là tiện lợi ha Chúng ta nhìn vào code thì chúng ta Có thể là dễ dàng thấy được Dễ dàng hình dung Và nhất là Khi mà dùng cái thằng này thì chúng ta sẽ không cần đến Cái tham số của cái animator nữa Đây này Chúng ta chỉ cần cái um, Trạng thái của cái animator thôi Cần cái animation thôi Chứ chúng ta không cần cái Tham số Đây này, đó animation của chúng ta đơn giản như này thôi mà chúng ta không cần cái tham số như là à, bình thường mà chúng ta sẽ luân chuyển các cái trạng thái animation này dựa vào cái package là simple fsm đó đó là năm cái package mà mình hay sử dụng nhất khi mà làm game và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả những cái package này ha đó các bạn có thể tham khảo và sử dụng để mà làm game cho mình cho nó nhanh tối ưu thời gian đó ok nếu mà bạn thấy video này hay thấy nó hữu ích thì đừng ngại like hay là chia sẻ để mà ủng hộ cho team youtube nha hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo